Mặt khải về thiên đàng và hỏa ngục Lời chứng của Patrick Một người mua sim cũ kể lại một kinh nghiệm của ông với Chúa Giê-xu Matthew 5, 16 hãy để sự sáng của ngươi chiếu trước mặt người ta Hầu cho họ thấy việc lành của ngươi và tôn vinh cha ngươi ở trên trời Khi tôi mới được chuyển đổi sang Chúa Giê-xu Christ, Tôi đã làm việc với ba đồng nghiệp trong cùng một bộ phận của một công ty Bốn người chúng tôi làm việc khác nhau, vì vậy chúng tôi không gặp nhau và không bao giờ nói chuyện với nhau chúng tôi có một văn phòng chung nơi mỗi người chúng tôi có một tủ khóa để đựng dụng cụ và quần áo cuối tháng tôi nhận lương và cất tiền vào tủ để không bị mất khi đi làm sau khi tan ca tôi về nhà nhưng quên mang theo tiền lương ngày hôm sau tôi kinh ngạc phát hiện ra rằng ai đó đã đột nhập vào tủ và lấy trộm tiền con người cũ của tôi ngay lập tức nổi lên Điều duy nhất hiện lên trong đầu tôi là trả thù. Thay vì nghĩ về những câu kinh thánh nói về sự tha thứ, tôi chỉ nhớ đến những đoạn kinh quê an dạy về sự trả thù. Nghi ngờ rằng một trong những đồng nghiệp của tôi đã lấy trộm tiền, tôi quyết định phá khóa tủ của họ và đốt tất cả mọi thứ trong đó. Tôi lấy một cái búa và nâng nó lên để phá ổ khóa. Đột nhiên một bàn tay vô hình nắm lấy cổ tay tôi, ngăn cản tôi thực hiện mục đích của mình. Sợ hãi, tôi ngồi xuống điều gì đã xảy ra với tôi rồi tôi nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng đầy bi thương và yêu thương giọng nói đó thì thầm với tôi con trai yêu quý đừng trả thù đừng nhường chỗ cho ma quỷ tôi phản đối và nói nhưng lạy chúa lương là thu nhập duy nhất của tôi bây giờ ai sẽ lo cho vợ tôi và các con tôi chúa đáp hãy nhớ lời chép rằng Hãy ném mọi lo lắng của bạn cho Chúa, vì Ngài chăm sóc bạn. Sau đó, tôi nói với Ngài, vậy xin hãy dập tắt cơn giận dữ đang bao trùm toàn bộ con người tôi. Hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì. Chúa truyền cho tôi lấy một tờ giấy và viết những lời sau. Gửi bạn, người đã mở tủ, tôi xin lỗi vì em không có gì giá trị để tặng bạn. Nếu bạn cần một cái gì đó cụ thể, hãy viết nó cho tôi và Chúa sẽ cung cấp để thể hiện rằng tôi nghiêm túc, tôi sẽ đổi ổ khóa của tôi. Cuối cùng, tôi cầu chúc bạn rằng sự bình an của Đức Chúa Trời tràn ngập cuộc sống của bạn và ân điển của Chúa Giêsu Christ, cầu xin ân điển của Chúa Giêsu Christ của chúng ta bao quanh bạn. Tôi đã ký tên với dòng chữ, người bạn của bạn, người yêu bạn, bất chấp những gì đã xảy ra. Sau khi cất lá thư vào tủ, tôi vô cùng vui sướng. Tôi nóng lòng muốn về nhà để kể cho gia đình nghe về chiến thắng vĩ đại này vợ tôi hoàn toàn đồng ý với những gì tôi đã làm cô ấy khuyến khích tôi hãy nghĩ về những gì chúa đã hứa với chúng ta ta sẽ không lìa khỏi con và ta sẽ không bỏ rơi con mặc dù tôi bị ấn tượng bởi những lời đó tôi cũng bị tấn công bởi những sự lo lắng không kém tôi sẽ mua đồ ăn cho con gái nhỏ của mình như thế nào tôi sẽ trả tiền thuê nhà như thế nào đêm đó tôi không ngủ được sau nhiều giờ trằn trọc trên giường tôi đứng dậy và đi ra ban công nơi tôi đã cầu nguyện rất lâu với chúa cầu xin ngài ban cho tôi sự bình an khi tôi chuẩn bị quay trở lại nhà một hòn đá được ném trên ban công trên hòn đá có một bức thư của một cơ đốc nhân khác vì lý do an ninh tôi không nêu tên lên đây người mà tôi đã không nhìn thấy trong nhiều tháng trong thư có một khoản tiền bằng tiền lương của tôi chúa là thành tín nhưng đó không phải là điều ngạc nhiên cuối cùng mà chúa dành cho tôi khi tôi đến văn phòng vào ngày hôm sau một trong ba đồng nghiệp của tôi đang đợi tôi ông là một người hồi giáo rất sùng đạo bằng giọng nói phản bội sự bối rối của mình anh ấy nói với tôi anh không biết phải nói thế nào với em nhưng anh cầu xin sự tha thứ của em anh đã phá khóa tủ của em hôm qua anh đã tìm thấy tin nhắn của em và những lời nói của em khiến anh vô cùng cảm động anh đã lấy trộm của tiền của em và anh đã sử dụng chúng cho những đứa con ốm yếu của mình. Ngay khi có thể, anh sẽ trả lại cho em. Nhưng tôi nói với anh ấy, anh có thể giữ chúng. Em không cần chúng nữa vì Chúa đã gửi cho em số tiền khác để thay thế sự mất mát. Thật không dễ dàng để thuyết phục đồng nghiệp của tôi rằng tôi nghiêm túc, nhưng cuối cùng tôi đã thành công. Nhưng sau đó tôi phải trả lời câu hỏi của anh, anh nói ai đã dạy em cư xử như thế này tất nhiên tôi biết câu trả lời nhưng tôi sợ phải giải thích cho anh ấy về nguyên nhân biến đổi tính cách của mình một người hồi giáo như anh ta sẽ phản ứng như thế nào trước tin tức về sự cải đạo của tôi vì vậy tôi trả lời một cách mơ hồ tôi đã học được điều đó từ đức chúa trời và các điều răn của ngài anh ta không hài lòng và hỏi tôi một lần nữa em tìm thấy những điều răn đó ở đâu tôi sẽ nói cho anh biết vào lần khác tôi trả lời hy vọng anh ấy sẽ quên mặt khác đồng nghiệp của tôi rất ấn tượng về những gì đã xảy ra nên anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi tương tự cuối cùng tôi quyết định đưa cho anh ấy một cuốn tân ước anh ấy đã bị sốc nhưng đây là kinh thánh a à la xin hãy tha thứ cho tôi anh thốt lên tôi nói đúng đó là tân ước nhưng nếu anh thực sự muốn biết câu trả lời cho câu hỏi của mình, anh phải đọc cuốn sách này. Anh im lặng một lúc, rồi run run đón nhận. Sau một tháng, đồng nghiệp của tôi quay sang nói với tôi, tôi đã đọc những lời này, ai tin và chịu phép báp tên sẽ được cứu. Tôi đây, tôi tin. Sau này tôi suy xét, điều Chúa Giêsu phán thật là đúng, người ta sẽ thấy việc lành của các ngươi và tôn vinh cha các ngươi ở trên trời. Viết https bit.l gạch chéo 3 ao 2ms